Hệ thống phòng không tầm gần có vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng không quốc gia và khu vực, bảo vệ hiệu quả mục tiêu trước các đòn tập kích đường không đối phương. Một trong những số đó là hệ thống RBS-23 BAMSI do hãng xã của Thụy Điển chế tạo. Hệ thống có tầm bắn 15 km, bao gồm 4 xe phóng tên lửa phòng không RBS-70 cùng các thiết bị đồng bộ như đài điều khiển tên lửa, chỉ huy, trinh sát và chỉ thị mục tiêu. Xe phóng có thể được bố trí cách đài chỉ huy tối đa 10 km. Thời gian triển khai chiến đấu là gần 10 phút, thời gian nạp tiếp đạn chưa tới 5 phút. Trên mỗi xe phóng, ngoài cơ số đạn 6 tên lửa, còn có một trạm radar 3D giám sát hiệu quả cao với anten dạng hiệu cao cổ Giraffe AMB. Vì vậy, nó có thể tiến hành các hoạt động tác chiến độc lập, giúp nâng cao khả năng sống sót của cả hệ thống. Theo nhà sản xuất, BAMSI có thể bắn các loại mục tiêu như máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay vận tải, máy bay trực thăng vận chuyển và bom dẫn đường.